Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Techone Channel. Hôm nay là thứ 3 và sẽ là số hỏi đáp công nghệ thứ 20. Ok, mình sẽ đi ngay vào những câu hỏi mà các bạn đặt ra nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Nam Nguyễn cho mình hỏi: có cách nào khắc phục độ nóng của BlackBerry Flip không vậy? Bên mình có bán phụ kiện như sạc nhanh, kính cường lực, ốp lưng hay không vậy? Và tại con Xiaomi dùng có được không? Đầu tiên là cái độ nóng của chiếc BlackBerry Flip thì ở phòng mình có một anh cũng dùng chiếc máy này rồi, và anh ấy đánh giá là nhiệt độ chiếc máy này cũng là khá nóng. Tuy nhiên thì khi dùng thì máy nào cũng nóng thôi, và cách khắc phục thì bạn hạn chế việc dùng đi thôi. Mà mình nghĩ cũng là không nên, tại vì hạn chế việc dùng thì thà không mua nữa, đúng không? Cho nên là chắc là không có cách nào khắc phục đâu bạn. Còn phụ kiện thì bên mình có bán, và các bạn cũng có thể qua các showroom để tham khảo qua. Và tại phone Xiaomi dùng được không? Thì với cái mức giá mà Xiaomi họ đề ra cho các cái tai nghe của họ ấy, thì thực sự là mình thấy rất là chất lượng. Mình thì cũng đang định mua chiếc Piston Iron đấy, đang đi tham khảo đấy. Còn tiếp theo là âm nhạc. Anh ơi, cho em hỏi có nên mua HTC One M7 không? Vì em thấy giá của nó dưới 2,5 triệu thôi. Chiếc M7 này thì bên mình không kinh doanh. Tuy nhiên là nếu bạn mua với mức giá khoảng dưới 2 triệu rưỡi một tẹo thôi ấy, thì mình thấy là nó vẫn là hơi đắt. Còn nếu như chiếc máy này mà dưới 2 triệu thì mình mới nghĩ đến việc mua nó. Còn khoảng 2,5 triệu rồi thì mình không mua nó đâu. Sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, ví dụ như là chiếc Xiaomi Mi 4 chẳng hạn, mua được mới 100% luôn. Hữu Hòa Nguyễn, cho em hỏi 4 triệu nên mua máy tính bảng nào, trừ Nokia N1 và Xiaomi Mi Pad 2, tiêu chí là pin và các thao tác bình thường như là lướt web, đọc báo, Facebook, YouTube. Với mức giá khoảng 4 triệu này, bạn cố thêm một chút tầm 200-300 gì đấy, bạn đã mua được chiếc iPad 3 rồi, dùng nó hoàn toàn là rất là tốt cho những cái nhu cầu này của bạn. Còn thế là bạn Duy Nguyễn, anh ơi cho em hỏi nên mua S7S hay iPhone 6S hơn, em cảm ơn. Giữa hai chiếc máy này thì tất cả mọi cái nhu cầu của bạn nó đều đáp ứng rất là tốt. Bạn chỉ phân vân giữa hai chiếc máy này khi mà bạn quan tâm về thiết kế nhiều hơn thôi. S7S mình sẽ thiên về nó một chút, tại vì nó chạy Android, copy dữ liệu thì sẽ dễ hơn. Như mình cũng nói các số trước rồi, mình là một người copy khá nhiều dữ liệu vào điện thoại để chuyển qua máy tính ấy, cho nên là mình sẽ thiên một chút về S7S. Hơn nữa thì pin cũng như là camera của S7S nó cũng hơn một chút so với iPhone 6S. iPhone 6S thì nó sẽ nổi bật hơn một chút về mặt thương hiệu, nó sẽ nhận diện thương hiệu dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì S7S nó có thiết kế là màn hình tràn đúng cạnh, thì nó cũng có thể gọi là cái dấu hiệu để nhận biết là chiếc S7S này. Tuy nhiên nếu như với cá nhân mình ấy, nếu như mình có tầm tiền này, mình sẽ chỉ mua S7 thôi, tại vì là nó cầm nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Đấy là mình thôi, còn nếu như mà khuyên bạn nên mua hai chiếc máy nào trong hai chiếc máy này ấy, thì mình sẽ khuyên bạn nên mua S7S, nó đồng sẽ tốt hơn một chút thôi nha. Còn nếu như bạn đi iOS thì bạn có thể mua iPhone 6S bình thường. Hà Quang, bạn cho mình hỏi mua cho ba mẹ tầm 50 tuổi thì nên mua máy gì tầm khoảng 4 triệu. Với mức giá 4 triệu này mà ba mẹ tầm 50 tuổi ấy, thì mình khuyên là bạn nên mua thiết bị có màn hình lớn và hiển thị tốt, pin trâu, hiệu năng thì chắc là người già không chơi game mấy đâu, đúng không? Cho nên là mình khuyên là bạn nên mua chiếc Xiaomi Redmi Note 4. Chiếc máy này thì có thiết kế rất là đẹp, đặc biệt là có cái màn hình 2.5D, hình như là thiết bị đầu tiên của Xiaomi có, sao mình cũng không nhớ rõ lắm. Hình như nó là thiết bị đầu tiên sao. Nó có kích thước lớn này, thì người già xem phim hay đọc báo đấy sẽ tốt hơn này. Màn hình hiển thị cũng là tốt này. Pin thì không phải nói, rất là trâu, đúng không? Đó là cái lời tư vấn của mình. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo qua chiếc Asus iPhone Max chẳng hạn. Những thiết bị màn hình lớn và pin trâu sẽ thích hợp cho người già hơn. Tuy nhiên là cái độ hồ hiển thị của nó thì không đẹp bằng Redmi Note 4 đâu. Mình vẫn khuyên bạn nên mua Redmi Note 4 là phù hợp nhất rồi. Phú Phở Phạm, dưới 3 triệu năm thì mua máy gì ạ? Chỉ xét về camera sau. Nếu như mà chỉ xét về camera sau ấy, thì mình khuyên là trong tầm giá này đã bạn cố lên 100 luôn là có thể mua được chiếc Galaxy Note 3. Galaxy Note 3 tầm nó thuộc tầm giá đấy thì cũng ok, cam sau rất là đẹp. Hoặc không thì mình có hai sự lựa chọn khác cho bạn, đó là Meizu Metan hoặc là chiếc Xiaomi Mi 4. Với mức giá dưới 3 triệu rưỡi thì bạn đã thể mua được Xiaomi Mi 4 hàng FPT rồi cho đảm bảo. Thì không chỉ về camera đâu mà hiệu năng cũng như là một số các thứ khác thì Mi 4 đáp ứng rất là tốt cho nhu cầu của bạn. Bạn có thể tham khảo qua chiếc máy này nhá. RC mô hình, anh cho em hỏi bây giờ nên mua Redmi Note 4 hay được Redmi Note 4 Pro mua luôn ạ? Em cảm ơn. Thì cái này còn phải tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn nữa. Nếu như bạn chơi game nhiều ấy, thì có thể chờ mua Redmi Note 4 Pro hoặc là mua luôn Redmi Note 3 Pro cũng được, không sao cả. Và có nên mua Redmi Note 4 luôn không thì theo mình vẫn là nên. Bạn có thể xem lại cái thời điểm là chiếc Redmi Note 3 ra mắt, sau đó là Redmi Note 3 Pro thì giá của nó được tôn lên khá là nhiều đấy.
khi về Việt Nam thì giá của nó được đôn lên khá là nhiều chứ nó không dễ chịu như là bây giờ đâu. Và mình nghĩ là Redmi Note 4 Pro mà ra ấy, mình nghĩ là có khả năng nó sẽ chạy con chip 652, vậy nên mức giá của nó chắc chắn sẽ phải trên 5 triệu cho phiên bản 2GB RAM. Bây giờ thì 2GB RAM nó là tối thiểu rồi, cho nên là chắc là nó sẽ ra mắt cái phiên bản RAM tốt nhất là 2GB, và mình nghĩ là giá của nó sẽ không dưới 5 triệu đâu. Vậy nên là theo mình, bạn vẫn cứ mua luôn Redmi Note 4 cũng được, mua để trải nghiệm được. Mà cũng chưa chắc là Redmi Note 4 Pro đã ra trong năm nay đâu, tại vì như bạn cũng đã biết là Xiaomi Mi 5S và Mi Note 2 cũng sắp ra mắt rồi đúng không? Cho nên là có nghĩa mình nghĩ là phải đến tháng 12 cơ thì Xiaomi mới giới thiệu cái sản phẩm mới của mình. Và đó, mình trả lời bạn rồi. Có nên mua Redmi Note 4 luôn, không cần phải chờ đâu. Tháng Thái, S6 Active có đáng mua trong tầm giá không? S6 Active có thể update qua OTA lên Android 6.0 chưa và có thiếu biệt hay không? S6 Active thì rất đáng mua trong tầm giá. Tuy là tuy mà mình không bán sản phẩm này, tuy nhiên là mình cũng có tham khảo qua giá ở một số chỗ khác thì mình thấy là rất đáng mua. Chiếc máy này cực kỳ đáng mua luôn, mình rất là thích cái chiếc máy này luôn. Thiết kế của nó hầm hố và nhìn rất là đẹp. Hiệu năng tốt này, pin trâu bò này, màn hình đẹp này, mọi thứ luôn, camera cũng tốt nữa. Đó là một phiên bản chảy cối của S6 thì mình thấy là rất đáng mua luôn. Và S6 Active có thể update qua OTA lên 6.0, tuy nhiên là hình như nó chưa có bản OTA 6.0 thì phải. Trong thời gian mình sử dụng chiếc máy này thì nó chỉ là 5.1.1 thôi. Và có tiếng Việt hay chưa thì chưa có nhé. Nhưng mà có lẽ là sau này sẽ có thôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và rất là nên mua chiếc máy này. Thuế bun, thấy dạo này đang rộ lên mốt dán da trên điện thoại, em cũng khá tò mò. Vậy anh cho em hỏi, miếng dán da bên David.vn có tốt không? Dán da bên đó thì về mặt nó cao hơn camera không? Vì em thấy trong video hướng dẫn dán da cho con iPhone 5, camera của nó vẫn chỉ ngang bằng với bề mặt da, như thế thì sẽ bị sâu hơn chứ. Việc dán da có đáp ứng được những tiêu chí như là chống sốc, chống va đập mạnh như ốp không, và trong khoảng cách nào thì máy mới bị ảnh hưởng? Mình sẽ trả lời cho bạn ý đầu tiên là việc dán da bên Davis này thì mình thấy là chất lượng nó cũng được. Thằng bạn mình đang dùng Mi 5 thì nó cũng mới đi dán rồi, mình thấy thì cũng khá là ok, chất lượng nó cũng được. Và dán da bề mặt nó có cao hơn camera không thì cũng phải tùy máy của bạn nữa. Ví dụ như thằng bạn mình dùng Mi 5 nhưng camera của nó không lồi lắm thì nó quá camera luôn và sẽ rất khó để chảy xước được cái camera đấy. Và đấy, mình đã trả lời cho bạn ý đầu tiên rồi. Và miếng dán da có đáp ứng được các tiêu chí như là chống sốc, chống va đập mạnh như ốp không thì mình nghĩ là nó chỉ một phần thôi. Cái này một phần là do ăn ở nữa. Nếu như bạn ăn ở không tốt thì máy xác suất vỡ sẽ là cao. Còn nếu như mà bạn ăn ở tốt ấy, thì kể cả rơi đập mạnh đến mấy thì nó không vỡ được đâu. Nếu như mà nó rơi ở cái bề mặt tiếp xúc đất là bề mặt da thì xác suất nó bị kiểu như là vỡ ấy, thì nó sẽ là không cao lắm. Còn trong khoảng cách nào thì mới bị ảnh hưởng ấy, thì mình nghĩ là khoảng trên 1 mét đổ lại là đã là cái xác suất rồi, ăn ở thôi, cái này chủ yếu là ăn ở thôi. Nam và Dinh Nguyễn, cho em hỏi Sony Xperia Z3 và Sony Xperia XA Ultra nên chọn mua máy nào, mua mới, cảm ơn anh. Chiếc Z3 thì cũng ra mắt khá là lâu rồi đúng không? Nếu như bạn chọn mua Z3 thì mình khuyên là bạn nên mua hàng cũ thôi cho nó ấy. Mà nếu như mua chính hãng ấy, thì bây giờ chỉ còn hàng tồn kho thôi. Mình khuyên thật đấy là chỉ còn hàng tồn kho thôi, tại nó ra mắt cũng khá lâu rồi. Còn nếu như bây giờ bạn mua mới thì mình nghĩ là bạn nên mua XA Ultra, cái thiết kế của nó mới lạ hơn và nó cũng đẹp hơn. Đó là cái lời khuyên của mình. Mình sẽ lựa chọn chiếc XA Ultra nếu như mà bạn mua mới. Còn nếu như bạn có một tầm tiền và bạn muốn lựa chọn cái sản phẩm tốt nhất ấy, thì mình khuyên là bạn nên mua Z3 cũ thôi. Mua Z3 hàng Mỹ cũng được mà nên mua hàng Nhật, nên mua hàng sách tay Nhật thì nó sẽ đảm bảo hơn. Ngô Nhí Plus, anh Việt ơi, con chip 6750 trên Meizu 13S có ổn không? Mình thấy là cũng khá là ổn trong cái tầm giá mà nó đưa ra. Quang Huy Võ, nhạt nhí quá, Mi 4C yếu pin, trong khi nói Z3 pin trâu mà hai con máy này pin gần như nhau. Thì thực sự là mình đánh giá cái thời gian sử dụng của hai chiếc máy này thông qua cái quãng thời gian mà mình được sử dụng Mi 4C cũng như là Z3. Ở đây thì mình hiểu ý bạn là bạn nghĩ là hai máy có dung lượng pin gần như nhau thì là nó sẽ cho cái thời gian sử dụng giống nhau không? Cái suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, tại vì là cái thời lượng pin nó cũng phụ thuộc vào cái sự tối ưu hóa tốt đến từ cái nhà sản xuất. Và Sony, các bạn thấy đấy, thiết bị của họ thì pin của nó chỉ khoảng xấp xỉ 3.000 thôi. Tuy nhiên thời gian cho ra ấy, trên những chiếc máy của họ thì thực sự là rất là trâu. Mình khẳng định các bạn là rất là trâu. Còn nếu như bạn nhìn qua chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro mình đang sử dụng luôn nhé, dung lượng pin của nó là 4.000. Tuy nhiên thì nó cũng không được trâu lắm đâu. Nó cũng chỉ rơi vào khoảng thời gian từ 6 tiếng rưỡi thôi, 6 tiếng rưỡi on screen. Trong khi Z3 dung lượng pin 3.000 và mình đánh giá nó rơi vào khoảng 5 tiếng rưỡi. Tức là sự chênh lệch nhau nó chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi mà 1.000 mAh. Các bạn có thể hiểu được là Sony họ tối ưu hóa pin tốt như thế nào. Thì đấy là cái câu trả lời của mình.
bạn không nên nhìn cái dung lượng pin để đánh giá thời gian sử dụng của chiếc máy đó, mà bạn phải thông qua cái trải nghiệm thực tế thì mới biết được. Đấy cũng là lý do mà sinh ra các cái rigger đúng không? Còn tiếp theo bạn Hương Anh, 3 triệu Z1 cũ có đáng mua không? Theo mình là với 3 triệu mình sẽ mua được những cái sản phẩm nó tốt hơn Z1 rất là nhiều. Ví dụ như có thể nhìn qua chiếc Xiaomi Mi 14 FPT, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với Z1. Z1 thì nó ra mắt cũng được khá lâu rồi. Đến thời điểm này nó đã ra đến Z5 rồi, xong lại còn X đấy, thì mình nghĩ là cũng khá là cũ rồi. Và bạn với 3 triệu này bạn không nên mua Z1. Bạn có thể nhắm qua chiếc Mi 4 FPT thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hoặc cũng có thể thêm vài trăm để mua chiếc Redmi Note 3 Pro như mình đang sử dụng đây, cũng ok. Và câu hỏi cuối cùng sẽ là của bạn Hào Trần, iPhone 5S với Galaxy Z7 Prime nên chọn máy nào? Ở đây nếu như bạn đã đặt 5S lên bàn cân của Z7 Prime này, Z7 Prime thì nó là máy mới chính hãng, thì mình nghĩ là 5S bạn mua mới cũng là chính hãng đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ soi cho bạn như thế này nhá. Thiết kế thì cái hiểm này đều có thiết kế rất là đẹp với con mắt của mình nhìn được như thế. Tuy nhiên mình có phần thiên về Z7 Prime hơn một chút thì mình sẽ chọn Z7 Prime. Màn hình thì chắc chắn là Z7 Prime sẽ ăn đứt luôn. 5S màn hình nó không phải gọi là xấu, tuy nhiên là nó xấu hơn khá là nhiều so với cả Z7 Prime ấy. Hiệu năng thì có lẽ là 5S nó sẽ hơn rất nhiều luôn. Tại vì Z7 Prime nó qua chip của nó thì không phải là mạnh cũng không phải là yếu. Tuy nhiên là chơi game thì sẽ hơi khó khăn một chút. Camera thì mình đang trong cái thời gian trải nghiệm chiếc Z7 Prime này. Sau này mình sẽ có một video đánh giá riêng về cái chất lượng của camera trên Z7 Prime. Và mình cũng có một cái bài đánh giá chi tiết Z7 Prime rồi, các bạn cũng có thể xem lại. Còn camera thì mình chắc chắn sẽ có một bài đánh giá riêng, tại vì camera của chiếc máy này cũng không thể xem thường được. Camera thì mình sẽ để các bài sau nhá. Thời lượng pin thì Z7 Prime mình khẳng định các bạn chắc chắn nó sẽ hơn. Tại vì trong cái thời gian mình sử dụng nó, mình sử dụng cũng được hơn ngày rồi. Còn trước đây nữa thì trước khi làm cái bài đánh giá chi tiết cho các bạn ấy, thì mình thấy là Z7 Prime thời lượng pin nó rất là trâu. Nó sẽ rơi vào khoảng 5 tiếng rưỡi on screen. Thực sự là rất ấn tượng cho một thiết bị đến từ Samsung. Và mình nghĩ pin chắc chắn là Z7 Prime sẽ ăn rồi. Còn tổng quan lại thì chắc chắn mình sẽ chọn Z7 Prime tại vì nó là thiết bị mới hơn. Và hơn nữa thì thiết kế của nó nhìn mình thấy, cá nhân mình thấy thôi, là nó cũng đẹp hơn. Nhưng mà nếu như bạn muốn có một chiếc iPhone để mà sử dụng ấy, thì nó sẽ sang chảnh hơn một chút, thì iPhone 5S cũng được. Nhưng mà mình thích Z7 Prime hơn. Bên bạn thì thực sự thì cũng khó, tại vì hai chiếc máy này đặt lên bàn cân thì cũng khá là ngang ngửa nhau ấy, trừ quả hiệu năng ra thì cũng khá là ngang ngửa nhau. Lựa chọn là bạn thôi. Ok, và vừa rồi thì mình vừa hoàn thành xong rất nhiều cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình ở cái video lần trước. Và số Hỏi Đáp Công Nghệ thứ 20 hôm nay chắc là kết thúc tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến những phút cuối bây giờ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc iPhone 7 màu đen. Máy thì vẫn còn siêu và mình xin phép được bóc luôn zin của máy ra nhé. Cách đóng siêu của máy năm nay cũng là rất là khác biệt so với mọi năm. Ok, nói sơ qua một chút về mặt thiết kế thì chiếc máy này, nói thật là khi nhìn qua nó sẽ có một thiết kế gần như là giống với iPhone.